Morning. Yes, good morning. How are you? I'm good. Okay, that's good. Did you have breakfast? No, I get up late. I see. Okay. Yes. So now let's continue with the lesson today. Yeah. Hôm bữa mình bị lộn cái unit 2 bên kia ha. Rồi, Yeah. cái unit 2 của cái sách này. Rồi, cái này là đúng. Yeah. Yeah. Tại vì hôm bữa là do sách em để ở dưới này, em không có đem mang lên, cho nên em không có để ý, về em coi bài lại á, cái bên hồi mới thấy rồi lộn. Mà phải công nhận là hai cuốn sách này nó giống nhau dữ lắm. Cái bài một nó cũng Yeah. giống dữ lắm, y chang luôn, cho nên là kiểu thầy An cũng lộn á, mà cô cũng lộn Yeah. luôn. Rồi, Yeah. ok, bây giờ mình tiếp tục nhé. So now we Yeah. continue with unit 2 at school. So we have Yeah. four pictures here, A, B, C and D. So I would like you to work alone and then put the activities in the box here in order to make a typical school day. Okay, so we have the phrases in the box, so let's check them out first. Number one, we have do homework. Do you know do homework? Yes, I do. So can you explain this in English? Đúng không ạ? Làm bài tập về Yeah, can you say that in English? Mình giải thích bằng tiếng Anh được không? Do homework. What does this mean? You do exercise at home. Yes, exactly. Do exercise or do our task at home. Yes, homework. Go home. Go home. You know this one, right? So it means to return home. Go Yeah. home. And then have a break. Have a break. Relax after class. Yeah, like yeah, Relax you can say after. that it's yeah, it's a time to relax between the classes. Between the classes. Between Have lunch at school, make notes, pay attention, set up for school and work in groups. Okay. So, now, set up for school. This means that you are ready to start school. Okay? You begin go into school. Yeah. So set up for school. Now, I would like you to put the activities in the correct order, okay? To make a typical school day. Yeah. Yeah. Now, help me do this exercise, please. Nói với những bức tranh ở phía trên đúng không cô? No, mình sẽ sắp theo thứ tự. À. Một cái ngày giao một cái ngày học của mình nó sẽ như thế nào? Yeah.
Dạ rồi. Yes. Now, tell me about your typical school day, please. So number one, set up for school, and then. Number two, pay attention. Are you sure? Pay attention. What does this mean in a Vietnamese? Chú ý. Yeah, chú ý tập trung. Dạ. No, I don't think so. Dạ. Pay attention. Make note. So we have, okay, so these are the activities we do at school. So we have make notes, pay attention, work in groups. Okay, we can put pay attention first then. Yes. Okay, so pay attention. What else? And then Working groups hoặc in là groups. make notes, em đang tưởng tượng giữa hai cái đó. Ok, cái nào cũng được ha, trước cũng được mà sau cũng được. Rồi, alright. The next one, number Number four, make notes. Vậy number five, have break. four. Have a break. The Have next one. break. Have lunch À, have lunch at school. Ok. What else? school. Go Go home. What else? home. Do homework. Yeah, do homework. All right. Yes. Okay, that sounds good. Now, so this is your typical school day. Now, let me ask you some question. So how much time do you spend on doing homework every day? If I have free time, I do homework. I spend 1 hours to do homework. Okay. 1 hour to do homework. Yeah, that sounds good. How long is the break at school? How long is the break at school? Yeah, After but three how long? lessons. Like 30 minutes, 50 minutes, 20 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Yeah, that sounds good. All right. So now one more question. How do you go to school? I go to school by motorbike. That's good. Yes. So now have a look at the four pictures we have above, A, B, C, D. Now, tell me. What can you see in each photo? What can you I see? can see picture the people painting the people on the library. Okay, what are they doing? They greeting a book. They're reading in the library, right? Yeah. Yes, and B. And B, she's the do she do homework at home. She's doing homework at home. Okay. And C. See, They are they working. are in la Working no they are in. studying in the Working in. school We, what do we have down here? We have learned a phrase. office Working in. roof Yeah. working roof. They are working in rooms. And Yeah. D, what can you see? And D, take notes. Make Make notes. notes. Make Well, notes. not really though. So what can you see here? You see a blackboard, right?
with the words no rules. Do you know rules? Do you know rules? No Yeah, no rules. Không có quy tắc, không có quy định, không có cái gì ta, cái gì trong trường mình gọi ta, nội quy. Yes, không có nội Yeah. quy nào hết. Yes, no rules. We have four pictures and you have told me about what you see in each picture. So, how different pictures are connected to different types of school? For example, like what kind of school do you think that is? Like primary school, secondary school, high school, university, private school. Yeah, what kind of school do you think it is? A. What kind of school is it? High school. High school. Okay, you think the high school? Why do you think so? Because I can see a teenager. You see teenagers. They are teenagers. Are you sure? I think they look more like university students. Yeah, because they don't have any uniform, right? Yeah. So maybe they're university or college students. And B, B primary school. primary school. Maybe primary school. Yes. Because she's doing homework, but she's drawing something, right? Yeah. Doing something. Yes. C, how about C? I see the high school. High school. Yeah, because they have uniforms, right? And D. And đi nãy cô nói cây mầm non kindergarten. No, phải mầm non. Cô không nói mầm non, nhưng mà chỗ này nói là không có quy định gì hết, ha, không có nội quy. What kind of school can it be? Trường gì đây ta? Trường cũng có thể không có nội quy. Maybe private school. Yeah, có thể trường tư ha, maybe private school or international school. Hoặc trường quốc tế. Yes, thank you very much. So now, I would like you to have a look at reading part 6. Exercise number 1. Match the sentences 1 to 4 with the photo A to D. Do not complete the gaps for now. Bây giờ mình sẽ match cái câu 1 với lại cái câu 1, 2, 3, 4 với lại cái bức tranh nhé. Mình khoan điền vào chỗ trống nha. Mình chỉ cần match mà thôi. Yes, now help me do this please. Dạ rồi.
Okay. So now, number one, what picture do you match it with? Number 1 D. One Đi. D. One Đi. D. D. Okay, D. Yes. Đi. Number two. Tại em thấy rules. Đúng rồi, chính Rồi xác. number 2 A. 2A. Don't have to buy books, you computer. Yeah, but in picture C, we also see computers. It's rather this C. The number three. Number 3, vậy là number 3 là A. Yes, number 3A. Yeah, learning zone. Open learning zones. Cái khoảng không gian học mở ha. Yeah. And 4. Rồi 4B. Okay. 4B. Yeah, that's good. All right. So now, have a look at the missing gaps in the sentences 1, 2, 4. And tell me, what is missing in each gap? Would it be a verb or a preposition or a noun? Yeah. So you read and then tell me. Rồi, giống cái bài hôm trước mình sẽ phân tích coi cái chỗ đó mình cần cái từ gì nhé. Cần cái từ điền như thế nào. Number 1 cần to be. To be, yes. Number 2 động từ. What do we need? Tính từ. Tính từ. No. Cái chỗ này mình có cái câu ha, the students làm chủ từ rồi. Make là động từ rồi. Rules là túc từ rồi. Câu này đủ rồi đó, đủ thành phần rồi. Nhưng mà nó thiếu cái gì? Nó thiếu mạo từ. Mạo từ Rồi. A under. Đó. Rồi. Now number two, number three. Có động từ, Nhưng mà cái động từ đó đã đủ chưa? Cái cụm nó đã đủ chưa? Nó đã đúng chưa? Help buy books. vậy chưa, vậy tại chỗ nó cần giới từng. Đúng rồi. Perfect. Yes. Rồi, number four. Từ nói. Từ nối. Yes, đúng rồi. Từ nối mệnh đề quan hệ. Yes. Rồi, number five. Động từ. Cần động từ. No. Không cần động từ ở đây. Giới từ. Giới từ chính xác. Number six. Danh từ. Number six danh từ. No. Giống number six không phải là danh từ mà mình gọi là túc từ. À, túc từ. Yes. Rồi, seven. Number 7 mình thiếu chủ từ. Chủ từ, yes. Number Chủ từ. eight. School. Number 8. Giới từ. Yes, that's good. Good job. Yeah. So now, read the sentences again and fill and write one word in each gap for me, please.
Okay. So now, can you read the sentences again with the word you have written, please? Đọc nguyên câu hả? Yes. At Brooklyn Free School, there aren't exams or homework or maths. The student make the rules. So number one, you wrote number one, what's the word? There And ants. there Ah, aren't. but remember, we have no next to it. So there are no. Cái bản chất của nó có chữ no là nó đã phủ định rồi. Cho nên là mình sẽ đi là there are nhé, không phải là there Không, em không thấy chữ đô, nó aren't. bị dạ dạ cái quyển sách nó bị À nó bị nó in nó kiểu dạ đánh trúng cái mất tiêu cái chữ đô. là Vậy là no, mình sẽ đi a thôi. dạ there are no Yes. Right, the make the rules. That's good. Number three. exams. Number three. In the school of the future in the USA, the students don't have to buy books. Don't have to buy books. Use a computer. What is connected to the Ok, number 4 mình dùng từ là what? Đúng không? internet? No, trong cái đại từ mà quan hệ mình đâu có từ what đâu ta. Mình có which nè, that nè, who nè, whom nè, whose. Mình đâu có what đâu mà mình điền what. Đại từ quan hệ Yeah. nhắc lại nhịp Rồi, chỗ này phải là which hoặc là that. which Rồi. Which hoặc là that nhé. yeah đại từ quan hệ gồm gì cô which Now? That now? Who nè? Whom nè? Whose? Rồi, còn mấy cái thằng như là when nè, where và how gọi là trạng từ chỉ sự quan hệ. Mình sẽ có là which. Who. Whose. Còn Whose. cái kia là trạng từ chỉ sự quan Yeah, là sẽ có why, when với lại why when với lại where. quên quê có quá trong cô No. dạ, quá là không 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 có có. trong Yeah, mình không có what là từ để hỏi á. Rồi. Ok, number three. Number three điện là thương number number three dưới cái chỗ nó đọc là gì restart Ok, Freestar. Gymnasium. gymnasium in Denmark is cool on classroom wall. On. More Is it correct? On là ở trên hả? Trên bề mặt của cái tường của cái lớp học à? À. ở trên tường. Tại thấy walls. Yeah. Rồi mình đọc cái câu, mình đọc lại cái câu nha. More than a thousand students studying open learning zones là những cái khoảng học mở vậy, nó có tường không? Trong cái trường này nó Dạ có không tường không ta? Không. dạ Vậy không có cái tường, không có tường lớp học. Vậy thì mình phải nói cái dùng cái giới từ gì đây mới đúng ta? Mới nói có nghĩa là không có. Giới từ gì cũng nghĩa là vậy là không có. Without. Without. without Yes. Without classroom walls. Mà không có ha. Mà không có cái tường lớp học. More than 1,000 students study in orphan learning zones where teacher work around helping them. Yeah, helping them. That's good. Number seven. Seven. If students live on a hot continent,
Huge. like Huge a huge continent. continent Like. like Australia. Yeah. Your nearest school may be hours away. Students who live too far from a school study at the school of the air and recite their lesson over the internet. Yeah, receive their lessons over the internet. Rồi, bây giờ câu số 7. Mình thấy là nếu mà mình để students thì cái chỗ mà nearest school á, nó phải là there nearest school mới đúng. Nhưng mà chỗ này nó lại là you, ấy là your, chứ mình phải điền chỗ số 7 là you nhé. Đó, nếu mà bạn sống ở một cái châu lục bự ha, như là châu Úc, và trường rồi gần nhất đối với bạn là khoảng mấy tiếng đồng hồ lận, cách tới mấy tiếng đồng hồ lận, thì đó ha, cho nên phải là you nha. Còn chừng nào là there đó, thì mình mới đi với lại students được. Yes. Rồi, right, ok, thank you very much. That's good. Now, let's move on to the next part of the lesson, page 17. Number 4, I would like you to look at the photos. Where do you think the go these children are going to school? Where? Where are the children? Mountain. Yeah, they are on the mountains. Yes, they live on the mountain. Yes. Okay. But do you think they are in Vietnam or they are in another country? I think it's another country. What country is that? I don't know. Okay. So have a look. Now have a quick look at this passage and you will know what country that is. Now have a quick look and answer my question. What country is it? China. What country is it? China. China, exactly. Yes. Okay, thank you very much. Now, I would like you to look at all the gaps here, decide what the missing words are, and then fill in the blanks with the words. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái bài giống như hồi nãy mình mới vừa làm ha. Điền từ vào chỗ trống. Và mình phải giải thích được là tại sao mình điền từ đó nha. Ok, now, you do this one for me.
Em còn 3, 4, 5 cô. Okay, 3, 4, and 5. Dạ, em không biết điền cái gì vô. Okay, now 3. So, what kind of words is missing here? À, bây giờ mình cần cái từ gì đây ta? Mình cần cái loại từ như thế nào trong câu này? Câu số 3 đi. Rồi, a path that was. Có nghĩa chỗ mình có chủ từ rồi, có động từ luôn rồi. Và narrow, narrow là tính từ. Ok, bây giờ tính từ xong trước đó chừa mình chụp một chỗ trống. Tính từ đi với cái gì đây ta? Trước đó Yes, trước tính từ mình có gì đây ta? hả? Tính từ mình sẽ có. Trước tính từ mình đi với trạng từ. Vậy thì chỗ này trạng từ mình phải đi được từ gì ta? Điện từ. Yes. Không biết chỗ này. Mình có hôm trước mình học cái bài kia mình có cái từ là extremely. Do you remember? Mình còn nhớ cái từ extremely không? Extremely có nghĩa là cực kỳ. Ha, rất á, cực kỳ luôn. Đó. Vậy thì extremely narrow, cực kỳ là hẹp luôn. Ừ, như chỗ này mình có thể điền được là extremely. Yes, trạng từ với tính từ. Và đây nó có nghĩa là một cần cái trạng từ có nghĩa là rất. Very cũng được. Very narrow cũng được. Còn không mình đi là extremely narrow. Rồi, number 4, run this school. Mình thấy là over 26 years. Rồi, mình có một cái khoảng thời gian ha, bao nhiêu lâu đó, thì khoảng thời gian này mình sẽ cần phải làm cái từ như kiểu gì ta? Trong vòng bao nhiêu năm đó, mình cần một giới từ. Và giới từ đó thường sẽ là từ for. For over 26 years. Ha, đã trong vòng 26 năm rồi á, kiểu dạng vậy. Được 26 năm rồi, for over 26 years. Cái này là cần giới từ. Đúng rồi, dạ mình cần nhớ từ. Mình nhớ luôn là một cái cụm mà đi với thời gian ở trong vòng bao nhiêu năm rồi mình sẽ thường đi với lại for. Thí dụ đi, wait for me for 1 minute. Ha, đợi tôi 1 phút. Thì minute đó cũng đi với for. Đó. Còn over 26 years là 26 năm qua đó ha. Hơn 26 năm. Trong vòng hơn 26 năm qua. For 20, over 26 years. Over ở đây có nghĩa là hơn 26 năm. Còn số 5 Rồi. có động từ, có giới, ốp là trạng từ, ủa quên, No, off đây là ốp giới là từ. giới từ, Yeah. giới từ rồi tới động từ Rồi. giữa xem. Tại vì giới từ á mình đi nếu mà off mình thường thấy cái cụm mà có giới từ nó chỉ đi á với lại là danh từ nè, hai gì giới từ đi với danh từ, đi với verb in, đi với cái túc từ, cái đại từ chỉ túc từ, gì him her them they sorry him her us rồi đó kiểu hiện vậy ha. Thì chỗ đây mình cần gì giờ ta, mình điền được gì giờ? Người ta nói là mặc dù mấy đứa trẻ nó thích đi học nhưng mà chỉ có hai đi đến đi học được đại học, là sao? Hai cái gì? Hai trong số họ Đúng rồi, hai trong số tụi nó đó. là Yes. đêm Đúng rồi, chính xác. Rồi, now, so you read this passage for me with the words you wrote. Rồi, mà bây giờ mình đọc cái đoạn này ha với những từ mình đã điền nha. The children of Gungu, which is a small village in China, used to have Usual. an unusual journey to So, school. yeah. Their village was located in a deep valley. Surrounded by mountains, and it took them 5 hours to get to their school. The pupils had to climb up a mountain along a path that was extremely narrow, Never. Yeah. in place that they were in danger of falling into the valley.
Valley below. Valley. 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 Yes, Valley valley. below. Their teachers think wasn't run this school for over 26 years until his students enjoyed school. Only two of them went to university. Everything changed when a newspaper wrote a report and this journey to school became famous. The lucky government Local. local. The local government Government. decide love government. Government decide to close the school because the journey was too dangerous. People sent money and the families could afford to send their children to the town below the mountain to attend school them. Oh, 10. School there. Yeah, oh, 10. Oh, 10 school there. Yes. Okay, that's Attend good. school Thank there. you very much. Okay. All right, so we have practice filling in the blanks, another paragraph here. Now have a look at the next one. So, exercise number 6. What do you like about your school? What would you like to change? Make notes on the idea below and add your own ideas. So, what were your school? Can you tell me what were your school? What were the name of your school? What was the name of your school? Classroom What were the name of your school? là primary school là em primary school Okay, so you went to primary school, but what were the name of the primary school? I asked your school. What's the name of your school? the name of my school is like university like primary school Okay, Đại Cường. lại lại Hồng Cường. Lại Hồng Cường. Yeah. Primary school. Okay. Yeah. Yes. So now make notes on the topics here. What do you like about your school? And what would you like to change and why? Okay. So now have a look at these ideas. So we have talked about classroom facilities, journey and location, rule, homework and exams, or teacher and subjects timetable. Okay. Now make notes to answer the question and tell me why. Yeah.
You ready? Now tell me, so what do you like about your school and why? In my school, I like about the classroom and facilities. Facility teachers and subjects because the classroom in my school is large and have the lots of window so it's an I can the air is clean and and modern and lots of modern facilities. The teacher in my school is really warm and friendly. The teachers in my school are. The teacher in my school are really warm and friendly. All our subjects is suitable for the student. Okay, nhớ là mình sẽ dùng are nha. All of the subjects are, the teachers are, the classrooms are. Okay, yeah, thank you so much. Now, how about the thing you would like to change? So, what would you like to change? I would like to train in about timetable in my school and the rules in my school because the timetable is lots of on day lots of classes on day so the student and the teacher aren't tired and the rules is not good for my school For the example, student give me an example about the rules. the rules Why is it not good? What rule is not good? the rules như là cần nghiêm khắc hơn. Okay, so you should say, I think there should be stricter rules. Stitcher rule Stricter. because just the teach the rules Because because the student don't care the rules okay. so they stop their speak They so they kiểu như là học sinh bướng bỉnh okay, so they are very mischievous. They are very mischievous. playful. Yeah, playful or mischievous. Yes. All right. Okay. Yeah. Thank you very much. Yeah, so we have talked about schools here, and we've talked about what you like and don't like about your school. Now, have a look at part two, vocabulary. So now let's learn some new vocabularies for today. Fail, pass, take, lose, miss, study, and teach. Now, answer number one. Exam candidates often make mistakes with fail, pass, take, lose, miss, study, and teach. Now, complete the sentences with words from the boxes. Right, như là những cái từ làm cho mình dễ nhầm lẫn và mình sử dụng sai. Như mình có từ fail. Fail có nghĩa là gì ta? What is it Vietnamese meaning? Bị lỗi. Bị lỗi, yeah. Rớt, hay bị rớt, fail. Yeah, rớt, thất bại. Pass, pass, it's the opposite. Sợ qua, vượt Pass là qua. qua, do vượt qua, đậu. Take. Take. Lấy, Lấy được, làm. yeah, có được, đẹp được, yes. Right, okay, lose. Lose. Mất trượt. Mất, yeah, bị mất, yes. Right, miss. Trễ Trễ, do trong trường hợp này nghĩa là trễ, yes. Study. học Học, còn teach. dạy Dạ, từ miss cũng có nghĩa đó chính là bỏ lỡ. Bỏ lỡ một cái gì đó ha.
Yeah, okay, thank you. Now, complete the box, sorry, the sentences with the words in the box for me. Điền từ vô bài đó. Yeah, yes. Dạ, cô. Okay, so now, number one, also number two, please. Now read number two for me. Yeah, number two. I hope I pass the exam and get a good make. Mark. Mark. Yeah, Mark. Yes. Number three. Number three. I'm studying a lot because I don't want to fail my exam. I don't want to fail my exam. Yes, so fail, it may not be successful in an exam. And pass, be successful in an exam. Number four. Number four, I don't want to miss my class. Not go to something or arrive too late, too late to get on a bus, a train. Yeah. That's good. I don't want to miss my class. Yes. Number five. I often close my keys. Yeah, lose my keys. Yes. It means not be able to find something or someone. So lose. Yes. And the next one. Number six, I want to learn how to ride a horse. It means get new knowledge or skills. Yeah, that's good. So with when we talk about new skills or new knowledge, we use learn. Don't use study for that, okay? Yeah, the next one. My dad's going to teach me how to cook. Yes, my You dad's going to teach me how to cook. Yes. know. Yeah. And eight, my brother would like to study biology at university. Is mean go to classes, read books, to try to understand new idea and facts. Yes, okay.
Also you have learned the difference between study and learn. Rồi mình mới vừa phân biệt được cái sự khác nhau giữa learn với lại study luôn nhé. Cả hai đều có nghĩa là học. Nhưng mà cái thằng mà learn có nghĩa mình học một cái skills, ok? New knowledge or new skills. Còn đối với cái hàng study mình phải dành nhiều thời gian để mà đọc sách nữa ha, nghiên cứu, yes, để mình có thể hiểu được cái khái niệm hoặc là những cái ý tưởng mới gì đó ha. Cho nên study nó sẽ là kiểu nghiên cứu. Nếu mà mình nói về việc học trong trường mình sẽ nói là study. Còn mình nói về những cái kỹ năng ví dụ như là piano, cooking, English, Chinese thì những cái đó mình đi với lại learn. Ok? Ngắn hạn học ngắn hạn rồi đó thì mình sẽ đi với lại learn. Yes. Ok, thank you very much. Now, I have another task for you. I would like you to make sentences. Now, make sentences with the words here. Make sentences with the verbs here. The new verbs. Right. Bây giờ mình sẽ đặt câu với lại những cái động từ mới đây ha, những cái động từ đó ví dụ như là learn nè, take miss, study rồi đó mình đặt câu nha. Mình sẽ đặt mỗi cái từ như vậy là một câu và mình đặt theo cái ý của nó, cái nghĩa mà nãy giờ mình phân tích rồi đó ha. Là mình phải sử dụng như thế nào, trong trường hợp nào thì nó mới đúng. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt câu nha. Mình có 1 2 3. Mình có 8. 8 cái động từ, mình sẽ đặt 8 câu ha. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị nha. Ủa chưa?
Dạ rồi cô. Okay, now read the sentences you have prepared, please. Dạ. With the word fail, I don't want to fail my exam, so I try to learn my new lesson. I try to, no, we don't say I try to learn a new lesson. I try to study hard at school. I think it will sound better. I try to study hard at school. Okay. Yes. I want to pass the Okay. Yes, I want to pass my exam B2. I want to pass my B2 English test. Yeah, not exam, but test. Yes. Yes. Okay. B2 English test. And take I take I have to take my new college No. my new new knowledge kiến thức mới á. Tech knowledge. No, we don't say tech knowledge. No, mình không sẽ không nói là tech knowledge. Nhưng mà câu đó là gì nữa? Mình đọc tiếp đi, mình đọc tiếp đi. Ý của mình câu đó là sao? Ý của em là em phải ghi chú lại kiến thức mới Vậy là take notes. á. Take Yeah, notes. I have to take notes. Rồi gì nữa? Take no No, không có new knowledge luôn. Okay, new new knowledge. I have to take notes hoặc là take some notes at in class kiểu vậy. Ha, when I have a new lesson. Đó. I have to take notes in class when I have a new lesson. Okay. The next one. I often miss my class because I get up late. Okay, that's a good sentence. I sometimes close my money because I don't remember give them kiểu như để nó đâu. Okay, I usually lose my money because I don't remember where I leave them. Yeah, Where where I I leave it. Where I leave it. Ừ, mình để nó đâu ha? Hoặc là where I put it cũng được. Đặt nó đâu. Ok. I want to learn how to cook new food, New food, món ăn, food đúng không? new dishes, À, new dishes yeah, new for dishes. my family. Okay. Yes. The next one. My sister often teach me how to cook. My sister often teaches me how to cook, yes. And then study. Study. I'm studying English for prepare for my exam. No, mình sẽ không nói là I'm studying English. Go to classes, read books, study in English for my exam. Hai cũng được đi. Alright, yeah, I'm studying English for my exam. Alright, so now number two, choose the correct options in italics. Yeah, so will you please
Circle the correct words for me here. For example, number one, how do you take exams? We don't say how do you make exams. Now, exercise question 2 to 6. Now help me do them, please. Dạ rồi. Okay. All right. So now, number two, read number two, please. Dạ, number two là lose. Lose. Okay. Do you ever lose your books, homework, or school bag? Number three, Number three là teach. teach. Four. Number four là learn. Yes. Yes. Learn. Five. Number five là miss. 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 Okay. Number six là study. Study at university. Yes. Okay, very good. Now, I would like you to write the follow-up questions for each question, exercise number one. Follow-up question. Do you know what it means? What is it? Vietnamese meaning follow-up questions. Do you know? Là theo dõi ở phía trên. Rồi, follow up có nghĩa là khi mà mình hỏi người nào đó một câu hỏi, sau đó người ta trả lời rồi mình sẽ hỏi thêm một số câu hỏi có liên quan nữa ha. Vậy thì follow up có nghĩa là những câu hỏi mà có liên quan. Ví dụ đi, ví dụ câu hỏi là do you like playing sports? Cái mình trả lời là yes I love sport. Cái cô sẽ hỏi là so what sport do you like? Vậy thì câu what sport do you like đó là câu follow up. Ok. À, vậy thì mình sẽ đọc những cái câu hỏi ở phía trên này nha. Sau đó mình sẽ viết cái câu hỏi follow up cho nó một câu thôi là được. Nha. Sau đó mình sẽ thực hành hỏi và trả lời những câu hỏi đó ha.
Lên chứ mới vậy đó chứ ẩm lên để nó lên đó cho nó lên mình để ẩm nó lên để nó lao quá rồi mình không ẩm nó lao quá ba ta mình đâu gà một con. Em có câu 3 với câu 5. Không biết phải đọc Right, number 3 and number 5. Okay. Câu số 3. What subjects do your favorite teacher teach? À, vậy người ta hỏi là cái môn nào mà cái giáo viên mình thích dạy ha? Vậy mình sẽ hỏi là ủa vậy bạn có thích cái môn đó không? Đúng không? À, kiểu vậy. Đó, hoặc là why? Mình hỏi câu why. À, tại sao mình thích cái môn đó? Hoặc tại sao mình thích cái giáo viên đó? Yeah. Câu số 5. Do you know what degree you like to study at university? Vậy thì chỗ này mình sẽ hỏi có thể hỏi là why, tại sao bạn lại muốn học cái ngành đó nhé. Vậy thôi. Ok, Tại vì mấy câu con kia cũng đặt quay. này. Mấy con kia cũng đặt quay. Thí dụ cái câu thứ nhất, how often do you take exams? Where? Thì người ta hỏi là where, when, mình how often, ok, when thì mình có thể hỏi when, đúng rồi, khi nào, có nghĩa là khi nào chính xác, là tháng này ha, là ngày nào, tháng nào, kiểu vậy. Rồi, ok, câu số 2, do you ever miss school, do you ever lose your books, homework, ở school bag, vậy đây mình đặt câu gì ta? Where do you lose your book? Where do you Ok. lose your books? Homework or school pack? Yeah, hoặc mình cũng có thể đặt cái câu là how often. Bao lâu thì hơn một lần kiểu vậy. Ok, number 4. Number 4, why? Why would you like to learn a new sport? No, câu này dễ hơn là mình hỏi cái môn thể thao gì.
cái ngôn ngữ gì hoặc là cái nhạc cụ gì. Which hoặc là what. Yes, cái đó dễ hơn nhiều. Yeah. Five, is it okay to miss school? Rồi xong rồi why, kiểu gì mình cũng phải hỏi how often. How often do you miss school? Rồi ok. Now, let's practice the question here all together. So how often do you take exams? Yeah. I sometimes take exams. Oh, okay. When do you take exams? After new unit. Okay. When you will say when I finish one unit. One unit. When I Yeah. finish one unit. Okay, I see. What subjects do your favorite teacher teach you? What subject does your favorite teacher teach you? My favorite teacher teach me English. Okay, that's Yeah. good. So why do you like that teacher? Why do you like her? Because I can have new knowledge about the English. Okay. All right, because you like English, right? Would you like to learn a new sport, a new language, or a musical instrument? I would like to learn a new language. Oh, what language is that? Is the English? Why? Why do you want to learn English? Because I want to talk everything with foreigner. Okay, so you would say that because I want to communicate with foreigners. It came foreigner. Yeah, okay, I see. One last question. So, is it okay to miss school? Is it sometimes okay to miss school? Yes. Oh, why is that? Cái câu này em cũng chưa hiểu lắm là nó hỏi là có Kiểu ổn khi lâu lâu mình sao ta, mình nghỉ học có sao không? Lâu lâu cúp học có sao không? à dạ À, lâu lâu không phải thôi, cứ học lâu lâu trễ học có sao yes I think yes is không? To miss school, why is that? okay. Because I'm busy or because I be I'm busy, so I go to class late. Okay. And you think that's okay. All right. Now you ask me the questions. How often do you take exams? When I go to school, I often take exams at the end of every semester. Yes. What subjects does your favorite teacher teach you? À, mình không hỏi follow up question cho câu 1 hả ta? À, không một. Thì Yeah. Yeah, là do you like exams? of course not. No. I hate exams because I always have to study a lot for them. So no. What subjects does your favorite teacher teach you? My favorite teacher teaches me geography.
Geography. Why do you like geography? I love geography because I would like to travel around the world. So I want to learn about other countries. Would you like to learn would you like to learn a new sport, new language, or a musical instrument? Instruments. Instrument. Yeah. If I can, I would like to learn the piano. Yeah. Why do you like to learn the piano? Because I love the sound of the piano and I really like classical music. Yeah, one more question. Is it sometimes okay to miss school? I usually miss school when I usually miss school when I went to school. So I think it's sometimes okay to miss school because of unexpected things. For example, if you are going to school and then the tires of your bike suddenly break down in the middle of the road, and so you have to take your bike to a mechanic to fix it. So that makes you miss school, then that's okay. Or if you are very sick that night and you sleep and then you oversleep, so and then you miss school, then I think it's still okay because you're sick, you know. So yeah, sometimes it's okay if you have a good reason. Yeah. Yeah. Okay. One last question. You know what degree you are or what degree you like to study at university? I think if I go to university again, I may study pharmacy, medicine. Yeah, medicine. To be a pharmacist and or maybe study to be a teacher, primary school teacher. Yeah. How about you? What degree you like to study at university if you go to university again? If I go to the university again, I would like to study about English too. Oh, interesting. Why? Because I want to improve my language improve my language to communicate with Corners. the foreigner and teacher and prepare for my skill to teach other students. Oh, you want to be an English teacher? Wow, that's Yes. good. But what did you study at university when you were younger? What did you study? I study cái nghề gì ngành tiểu học có không nhiều À, không giáo viên tiểu học. Oh, okay. Yeah, so you study to be a primary school teacher. Oh, I see. Yeah, we call it pedagogy. Yes, pedagogy. Sư phạm, huh? Pedagogy. Wow, that's interesting. Pedagogy. Yeah. Oh, okay. So are you a primary school teacher now? Yes. Oh, okay. In Ho Chi Minh. Okay, I see. So that's the end of the lesson today. We will stop here and then we'll continue next week. Do you have any Yes. questions for me about the lesson today? No.
Okay, so if you don't have any question, then I will see you again next week on Monday. Okay. Yes, Have a nice day and see you again next week. Goodbye. Yes, goodbye, teacher.